Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quang Thọ. Thư ngỏ về việc vận động kinh phí xây dựng ngôi chính điện chùa Quang Thọ. Kính bạch chư tôn giáo phẩm Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa. Đã từ lâu, ngôi chùa đã trở thành hình ảnh gần gũi, thiết tha của biết bao thế hệ, nơi an tâm tu học của bốn chúng xuất gia, đồng thời là nơi chốn bình yên để gửi gắm tâm linh của thập phương Phật tử. Vì thế, muốn thực hiện tốt bổn phận và trách nhiệm của một người con Phật, hoằng pháp là nhiệm vụ, lợi sanh là sự nghiệp, thì trước hết phải có một nơi chốn ổn định để cùng nhau gắn kết tình yêu thương giữa đạo và đời, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Kính thưa toàn thể quý vị, cũng trong ý nghĩa này, nhằm tạo nên môi trường tu học tốt hơn cho bốn chúng xuất gia và quý Phật tử xa gần, chúng tôi đã cố gắng thật nhiều để trùng tu lại ngôi chùa Quang Thọ, tọa lạc tại địa chỉ số 100/3 Phan Văn Hớn, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa Quang Thọ do sư bà Thích Như Khánh, là dì ruột của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Bình, nguyên phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Long Sơn, thành phố Nha Trang, tạo lập vào năm 1958. Ngôi chùa Quang Thọ trước đây được xây dựng đơn sơ, tường gạch, mái tôn. Hơn 60 năm qua, nay ngôi chùa đã xuống cấp trầm trọng. Mùa mưa đến, mái dột, nền bị ngập nước, rất khó khăn cho việc tu học và sinh hoạt Phật sự của chư tăng và Phật tử tại bổn tự. Được sự chấp thuận của các cấp giáo hội và chính quyền huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi với tâm nguyện kế thừa sự nghiệp của tổ thầy, trùng hương lại ngôi Tam Bảo, lợi lạc quần sanh, nên phát nguyện đại trùng tu ngôi chùa Quang Thọ nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của chư tăng và hàng Phật tử. Trong khả năng còn khiêm tốn của bản thân và bổn tự, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng do kinh phí xây dựng quá lớn ngoài khả năng của nhà chùa, vì thế chúng tôi trân trọng gửi thư ngỏ này đến chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, vì tương lai đạo pháp và lợi ích chúng sanh, cùng nhau chung tay góp sức, người ít kẻ nhiều, kẻ có công, người góp của, để hỗ trợ cho chúng tôi sớm hoàn thành tâm nguyện trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Quang Thọ được sớm hoàn thành, để đưa vào phụng sự cho đạo pháp và phục vụ xã hội. Với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni và thiện hữu tri thức Phật tử xa gần, chúng tôi tin rằng công trình xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Quang Thọ sẽ sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý chư liệt vị là động lực lớn cho bổn tự trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Chúng tôi thành kính tri ân, cầu nguyện chư tôn đức và toàn thể quý liệt vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Kính chúc quý tôn đức, quý ân nhân Phật tử thân tâm an lạc, viên thành sự nghiệp. Mọi sự đóng góp cúng dường xây chùa xin liên hệ Đại Đức Thích Lệ Tâm, chùa Quang Thọ, địa chỉ 100/3 Phan Văn Hớn, ấp 5, xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0903 345480, hoặc tịnh tài đóng góp cúng dường vui lòng chuyển theo tài khoản số 0600 8071 2521, Nguyễn Minh Hoàng, tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Sacombank, chi nhánh quận 12. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 1 năm 2019, thay mặt chùa Quang Thọ, trụ trì.